đấy clip của mình. Như clip hôm trước các bạn đã xem thì mình chơi bóng chuyền bãi biển, nhưng mà phiên bản ở gạch với Việt Anh thì mình đã thua cuộc rồi. Hôm đấy thì Việt Anh với cả anh Tuấn xuất hiện rất nhanh rồi. Hôm nay mình sẽ thử một cái môn cầu lông. Các bạn bảo Trung là anh Trung mà thử chơi một trận cầu lông của anh đi xem trình độ của anh Trung đến đâu đấy. Mọi người hôm trước thì mình có quay cầu lông nhưng mà kiểu đánh nó không được thoải mái, với cả sân nó không được rộng ấy, nên hôm nay mình sẽ gọi Việt Anh ra đây phục thù Việt Anh ngày hôm nay luôn. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Và hôm nay một Việt Anh chơi ai thua thì sẽ bị làm sao? Ai thua ăn tiền đi. Chết tiền cơ? Dạo này giàu thế, dích đi thế. Ok thì mình sẽ chết tiền thì một ván bao nhiêu? Ok đánh một ván hai chục nha, một ván thôi. Xét 11 ngoài. Xét 11 ạ. Bình thường là mọi người đánh xét 21, nhưng mà video có hạn nên là bọn mình chỉ đánh xét 11 thôi nhá. Ok không? Ok. Đánh đến 6 cửa sân nhá. Ok, và bây giờ sẽ về vô trận đấu rồi. Ok mọi người, bình thường đánh đơn thì sẽ là chỉ tính vạch này thôi. Ở đây thì mình có dán cái băng dính màu trắng này, nó không nhìn rõ một chút. Bình thường là chỉ đánh đơn là tính vạch này đúng không? Nhưng mà sân ở đây nó không được chuẩn mọi người ạ, nên là bọn mình sẽ tính cả vạch này luôn nhá. Ok không? Tính cả đây đúng không? Ờ, tính cả ngoài luôn. Ok. Sang bên kia. Đánh đến 7 sẽ đổi sân nhá. À, đánh 6 sẽ đổi sân cho mọi người nhá. Ok. Ok, sân đang chơi bên đây. Sao? Rồi nhá. Đứng bên này. Kiếm hai chục. Không. Ơi. Một đều hả? Một đều. Ôi chết. Nhân hại đi. 21. Không lên ở đây thì chết rồi anh ạ. Thì số hiện tại là 21. Không lên. Với mình à, 3-1. Ây, xây. Mà đi vượt chuyền kìa. 3-2. 2-3. Yes. 4-2 rồi. Bây giờ mình phải đánh chậm lại thôi. Thôi, khá là mệt. Lại thì phong lên cho mình hụt ra. Ok. Thế số là 3-4 nào. 5-3 đúng không? 5-3. Trong. Kiếm 20 nào. 6-3. 6-3. Đổi sân. 6-3 đổi sân. Vụt vờ ấy nhỉ, đừng vụt mặt anh. Anh nào có không người ạ? Thì số hiện tại là 6-3. Vụt đi về đây. Ngoài. Yes. Mình vung đi cho. Mình cố tình mình vung đi cho Việt Anh vụt để Việt Anh vụt ra ngoài đúng không người ạ? Kính chiến thuật đấy. 7-3. Lâu lắm rồi mình cũng không đánh cầu lông mọi người ạ, khoảng hơn 1 năm nay rồi. Ai sợ. 49. Và bây giờ tỷ số là 49. Mình chỉ còn 2 nữa là mình win rồi. Ai 59. Ai. Yes, 69. Thắng rồi mọi người ơi. Chết rồi. Có vẻ như Duy Trung đang nhả rồi mọi người ạ. Nhả rồi, nhả rồi. Anh còn bình luận nhá. Vụt. Trời ơi, ông vụt này chết con nhà người ta. 06. Một quả nữa thôi. Ai à? Chưa đâu anh. Được. Chưa đi ăn. Ăn. 70. Được quá nhỉ. Còn cuối cùng. Mãi 10 quả mới thấy được vụt quả.
Trong. Ngoài rồi, ngoài rồi. À, trong. Ờ vậy. Yes. Vậy là mình đã chiến thắng rồi. Hai chục có muốn gỡ xe nữa không? Có. Ok, cho mình đánh thêm một xe nữa nhá mọi người nhá. Vậy là xe 1 mình đã thắng rồi và mình đã có hai chục trong tay. Yes sir. Cố lên ạ. À. Bên nào? Vào đây là xe thứ 2 cho mình đánh phục thù nhá mọi người nhá. Cho mình đánh lại một cái này không cần luôn. Ok, vậy là một rồi, chết rồi, này là đầu thua đuôi mất 20 rồi. Yes. Ai không? Việt Anh tâm lý rồi. Không nên cho Việt Anh vụt và Việt Anh lại vụt ra ngoài này. Hay không? Yeah. Mình chả cần làm gì vẫn 3-0 rồi mọi người ạ. Yes. 4-0. Việt Anh giờ có vẻ tâm lý hay sao ấy. Cố lên nào. Ngoài. Anh Tuấn quay cho mọi người xem này. Này, cậu đây nhá, không cho mọi người đây bảo mình chân ra. Ok. 5-0 rồi. Đáng đéo chi cũng được. Sao thế? Việt Anh sao đây? Duy Trung 5, Việt Anh 0. Yeah. Lại ngoài. Đây. Vô lên cho Việt Anh 1 và Việt Anh vứt vô ra ngoài. 6-0 rồi. 6-0 hình như mình vừa bình luận được câu. Nó thù mình sao nó vụt mình. Ok anh ăn được rồi, bình luận cho anh nhá. 6-0. Ok, 6-0 nghiêng về Duy Trung. Yeah, à, có trong rồi, phải trong rồi. Ăn, Việt Anh ăn, 1-6. Và tỷ số hiện tại là 1-6 nghiêng về Duy Trung. Việt Anh đang gỡ, có gỡ được không? Và liên tục là những pha bỏ nhỏ hai bên. Ờ, bỏ nhỏ trượt rồi, 2-6 cho Việt Anh. Quả đấy hơi nhẹ mọi người ạ. Ok, Việt Anh lấy lại phong độ đấy. Ngoài trong. Ở trong. Trong. 7-2. Bye. Trước thấy Việt Anh đi thi được giải nhì nhưng mà hình như là giải ba. Thế là hình như đi thi ở xóm có 3 người thi thì Việt Anh được giải ba hay sao ấy. Dễ là thế lắm anh ạ. Ok. Bây giờ là 72 đúng không? Yeah. Lại ra ngoài phát nữa. Mình tao bung lên cho một và tụi này cầm bung ra ngoài thôi. 82 rồi, bây giờ đánh ăn luôn này. Đây là một trong hai hạt giống trẻ của Nguyễn Chính Open. Lo đào tạo bim. Đây tay hạt giống số 2 Nguyễn Việt Anh đã từng đạt giải ba của xóm. Xóm có 3 người thi thì ông ấy đạt giải ba. Quá xuất sắc. Ơ, đi lại không đổi sân à? Ừ, quên đấy. Không đổi sân à? Bây giờ rồi. 3-7. 3-7 nghiêng về Duy Trung. Việt Anh phát cầu. Vút em ơi. Hay quá. Yes. Nhưng Duy Trung ăn rồi, 8-3. Quả này Việt Anh cũng có lực đấy, nhưng mà mỗi tội là không có lưới. Là buồn một chút nhưng mà mình vẫn thắng rồi. 5-5-5. Lại á? Lại không tập trung. Anh một. 8-3 nghiêng về Duy Trung. Duy Trung vụt Việt Anh nó cứ khúm na khúm núm. 9-3. Việt Anh. Duy Trung vụt ra ngoài rồi. 3-9, 4-9. Và hiện tại là 4-9 nghiêng về Duy Trung. Liên tục là pha bỏ nhỏ của hai bên nhưng Việt Anh đã thua rồi. Thua không được cung. Hạt giống số 2 đang không giữ được cái đầu lạnh trong khi lại. 5-9 5-10 ta. 50 và tỷ số là 50. Có ý đồ từ Việt Anh nhưng anh buông vợt rồi. Và hạt giống số 2
Việt Anh đã thua Cùi Bắp Duy Trung. bốn chục rồi mọi người ạ. Vậy là mình đã có 4 chục đốt túi đấy. Cùi hôm trước rồi mọi người ơi. Sao có điều gì muốn nói không? Thế là mỗi cú sút của mình là 20 đi. Đó. Anh Tuấn trả 20 cho em đi. Thật ra là nãy giờ em sút hơi nhiều ấy, nhưng mà em toàn sút chưa thôi. Ok, ngắt video anh cho lỗi sau. Mọi người xem video thì hãy cho mình xin một like, một share, một subscribe vào cái kênh nhá. Ok, bye bye mọi người.